Jackie Love đối đầu với còn Alistar, tôi thấy rằng anh ta gần như né hết tất cả, không phải Iboy chứ không phải là Jackie Love. Iboy anh ta gần như né hết hoàn toàn những tình huống mà anh ta những cú nhảy, những cú lao vào từ Alistar. Đó là một cái lợi điểm đến từ con Tristana, nghe bằng canh đúng thời điểm mà tấn công tốt. Và có một điều tôi không biết anh Trung có cảm nhận hay không, leaning đội hình của họ đang rất thiếu sát thương ở giai đoạn đâu. Họ dựa vào mỗi con Zeri để thắng ván này luôn, có thể là như vậy nha, bởi vì hiện tại LG đang đến với lại Line. LG sẽ nắm giữ lợi thế rất lớn và kỳ này Thiên Đình kiếm trúng, nhưng một lần nữa Iwan đi lại hút ra. Nó khiến cho việc dồn sát thương lên người của Line là một câu chuyện vô cùng khó. Kỳ này lấy được mạng của Iwan đi, hay chăng một hit bắn nữa là đó đủ mà chiến công đầu đã có và dành cho Able. Đó sức mạnh từ Tristana và cả Leona, bạn thấy rằng khi cấp độ 2 có trước đến từ việc đẩy đường nhanh hơn. Bạn vừa đẩy đường kéo được lượng máu khá. Những tình huống đẩy của anh ta đang mang lợi thế khá nhiều bây giờ khu vực đường dưới. Không có tốc biến từ Iwan đi. Và Iwan đi đang có thể bỏ chạy, Iwan đi vừa mất cái bò hút, còn Lai thì bị mất đi cả đi những rồi. Cái gì có thể trên bản thân của mình. Và khi có được mà hạ gục thứ hai dành cho các thành viên của OMG, 2-0 dành cho họ rồi, và họ liên tục khai thác Iwan đi và khiến cho Iwan đi đã mất hai xác ngay một tốc độ rất nhanh. Phải kiểm soát xem là Tạc Răng đã rời khu vực dưới hay chưa, tại vì Đạc Răng ơi, khu vực đã tấn công vào người của đối phương. Hay một quyết định là Win, nhưng liệu là phao Win hay rồi không hay không. Đây anh ta đang tỷ lệ nằm xuống vô cùng cao, anh ta đang cần một cú đá quét. Ê, cú Win 2 nó không đủ đam. Aki đang tới với tốc biến và tuyệt mệnh, rất nhiều kỹ năng đang chờ đợi phía sau. Và coi như là Sanjin đang là người có được lợi thế vô cùng lớn, không có sự hỗ trợ từ Tạc Răng. Tôi cảm giác như là Able hơi khó để có thể... Ale. À, xin lỗi các bạn, là Ale. Ale hơi khó để có thể có được một điểm cộng nào ở khu vực. Bây giờ có chuyển sát lần 2, nó mới là lượng sát thương lớn đến từ hình của Ale. Đây là tình huống tấn công từ Tạc Răng khá là nguy hiểm. Ui. Từ nãy giờ em chỉ có những pha Aki mất tốc biến. Ừ, đó là cái mà tôi muốn nói tới, tốc biến lên thiên đỉnh kiếm. Wow. Chúng nó trúng, hung gió trúng, sát thương dồn người của đơn vị, nhưng liệu là đủ đam? Cảm giác là đã đủ và Aki đã có được hạ gục lô thần như thế, bắt mũi vùng ra. Cream vẫn tiếp tục băng trụ tốc biến để có thể quy tuyệt mệnh, trụ băng phát cuối, Cream sẽ nằm. Nhưng phía bên này OMG có được hai mạng hạ gục. Một pha tấn công mạnh phía của OMG họ làm rất là hiệu quả, mặc ra khởi đầu chỉ là tốc biến dùng. Mà em người của đối phương vừa tốc biến đi, dù cho mình đã chưa cúi vào đúng khi đối phương vừa tốc biến đi thì đó là pha xử lý rất là tốt từ cô, phải có lời khen cho khâu tình huống này. Sau đó thì Tạc Răng anh ta biết rằng mình có khả năng bị hạ gục rất là cao rồi, cho nên anh ta cũng muốn trở ngược về, phải nhờ đỡ một mạng thôi. Một pha nằm xuống của Ale khu vực đường trên và nắm một dành cho OMG rồi. Thế đấu này và họ đang có cái vốn là hai con rồng. Nếu như để đối thủ có con rồng thứ ba nữa, một hồi giao tranh rất khó. Bởi vì dù gì mà nói con Tristana, Iwan đang muốn băng trụ. Able liệu nhảy để không, tóc biến lên nghiền nát trước. Able đang muốn nhảy nhưng nhảy không được lắm, cũng ổn. Và Able sẽ nằm xuống mạng cũng đã có và dành cho Lai. Phía bên này cô này muốn gây sát thương. Tạc Răng đây là người ôm đam của trụ và ta đang nỗ lực có thể bỏ chạy. Khuyên đang tới và Khuyên đang chờ đợi cho pha hùng gió. Lai vẫn đang bắn rất lực và ta khiến cho cả Aki cũng như cô bỏ chạy. Khuyên sắp sửa sử dụng phi hồ để thoát rồi và ta sẽ sử dụng phi hồ để có thể bỏ chạy. Và các thành viên của Liên sẽ có được trụ một khu vực đường dưới này, một pha bắt lẻ quá tốt. Sanji để coi có bỏ xem xét. Có tóc biến nhưng tôi nghĩ là nên lùi lại, đó là một cái thử sách. Vừa rồi là phát đường giữa, đây là con Kama lên cho mình, đó là chống chịu và hỗ trợ chứ không phải là con Kama thuật mà thuật. Trúng không gió, bị trụ bắn, ui mất rất nhiều máu từ đường biên. Nhưng vì anh ta có cho mình cái giáp cây ngục, có cái giáp ở khoai đã không vừa trên bị tấn công, ao đi nguy hiểm. Và quyết định là bắt và dứt điểm cho được Iwan đi nha. Iwan đi vẫn đang khá khỏe và tập lượng bất khúc, ta thể bỏ chạy. Aki đã dí được vào và ta dí được thành công. Tạc Răng phải sử dụng đồng hồ một cú combo vào khiến cho Lai đang mất rất nhiều máu và ta tốc độ bỏ chạy. Able bỗng nhiên nhảy vào giữa và ta trở thành nạn nhân. Trời, Lai quá khỏe. Lai đang bắn rất tự tin, đối thủ hết hồn gió rồi. Khôn có thể quay trở lại nhưng Khôn đã bị nhìn thấy bởi Lai. Lai đang rất là tin bắn người của Khôn, rất lẹ nha. Pha thiên định kiếm, thiên định kiếm trúng và Lai đã nằm xuống một cú quét sạch. Trên các thành viên của MG khi Kennen solo kill thắng được Ale khu vực đường dưới. La chạy rất lẹ khi bạn kích cho mình đó là chưa cứu những lần bắn quy chính xác vào người đối phương, bạn được tăng thêm đó là đường B cũng không có cho mình đó tốc biến, mà phía bên kia thì còn Leona sẵn sàng đứng ở dàn tuyến đầu. Ari có cho mình đó tốc biến và hồn gió. Sanji tốc biến sẽ không có nhưng anh ta vẫn có thể lòn ở phía sau nếu như đối phương có tình huống thiếu cẩn trọng. Như đây là pha Ale lòn tuyến sau bị phát hiện rồi. Ale Ale đang nỗ lực bỏ chạy, Sanji thì đang cản. Ui, sức mạnh của Sanji hiện tại đang rất ổn. Tạc Răng liệu cướp nổi không? Tạc Răng không cướp được thiên định kiếm trú lâu thần nhãn thế nhưng đã bị chặn lại bởi một cú chiêu cứu quá tuyệt vời đến từ hỗ trợ. Aki đã bị hất tung lên, Aki đã nằm xuống. Able nhảy lên bắn bằng ngũ Lai nhưng Lai vẫn đang được bắn. Ui, Lai vẫn đang được bắn và Lai không bị dính thiên định kiếm sợi dây, nó khiến cho Able mất rất nhiều máu và ta nằm xuống. Mày đã có cho Able. Sanji bây giờ mới bật bỏ xâm xét của mình lên, anh ta đang bị đứng lại và ta nằm luôn rồi. Lai và Doan B là hai người xuất sắc trong tình huống xử lý vừa rồi của LNG. Và cũng phải có lời khen cho Iwan đi khi mà anh ta mặc dù sắp sửa bị hạ gục nhưng trước đó anh ta cũng kịp có tình huống bò nát, xin lỗi bạn, bò hút và nghiền nát vào người của Aki.
khi vào con Viego không kịp thời dùng cho mình đó là tuyệt mệnh và thêm cả thống trị tối cao. Sức mạnh đến từ con Viego 4-0 hoàn toàn là không có tác dụng tình huống vừa rồi. Đến từ phía của Aki sát thương là quá nhiều đến từ Line đi. Aki bị hạ gục, mất rừng đến từ phía của OMG và họ mất vùi lại Baron. Không cản nổi, LG đơn giản là trong tình huống vừa rồi khi Line lại có một cây máu thẳng đùng và anh ta chỉ việc đứng bắn và thôi. Kim đang nhắm vào Line nhưng mọi chuyện đã quá gượng ép rồi. Cô đang bị giữ chân lại, cô đã bị dính sợi dây và lượng sát thương dùng từ Creamy liệu là đủ không? Sanji đang tới. Sanji đi bộ tới nhưng mà Line bắn khỏe quá. Line đang bắn vẫn đang rất khỏe. Wow đi làm tốt quá. Sanji vẫn còn đang rất khỏe, Line vẫn còn đang được bắn Able nhảy nhưng mà Able không nhảy vào lưng của Line. Line còn một đống máu. Sanji thì đang rất yếu và đang nỗ lực bỏ chạy. Able bây giờ mới cắm được một thanh súng nhưng rất đáng tiếc anh ta trở thành kết thúc súng rồi. Able đang, xin lỗi các bạn, là Cream đang nỗ lực để bỏ chạy. Phía bên này chúng thấy một con chuột đang bị chạy. Cream đã quá lẹ đi. Cream mặc dù sử dụng ống gió nhưng cảm giác lực đam nó không đủ. Hãy nhìn con Kama nó bóp e vào và Line thoải mái để có thể tiếp tục gây sát thương. Và Sanji đang có thể thoát, nhưng liệu là anh ta có thể không thoát đi hẳn hay không? Này Ale đang nỗ lực để dưới theo lượng tầm nhìn cung cấp cho Ale cảm giác là đủ hay chăng? Thấy rồi, thấy anh rồi ta, anh ta thấy rồi. Anh ta đu hình lũ, nhưng không sao, không sao. LNG đã có được bạn lấy một lần nữa câu chuyện cũ, không cản con Zeri này bắn được. Ai sẽ là nguồn sát thương duy nhất bên phía Leaning? Nếu như Lai bị hạ gục, Leaning sẽ gần như tan vỡ hoàn toàn. Và Lai tóc biến có nhưng thanh tẩy không có. Nếu như mà Sanji có một pha tóc biến cho mình đây, chưa cứu được 2-3 người của đối phương trúng vào người của Lai, đó sẽ là cơ hội rất là lớn dành cho anh phía của OMG. Vấn đề là họ phải hạ gục được Line kìa. Vấn đề là Line phải bị hạ gục, Line phải nằm xuống. Cream mất hai hung phi hồn này nha. Đúng, phi hồ. Cream mất hai phi hồ rồi, tặc răng nỗ lực để có được con rồng này. Đó là rồng thì cái thành phía của OMG. Họ bắt đầu tràn vào tấn công. Bão xâm xét quá tuyệt vời và Line gần như không có cách nào để có thể bắn cả. Một cái bão xâm xét rất chất lượng nhưng OMG đang lừa góc được có thể chưởng. Ale đang lừa góc được có thể đá. Aki đang nhập được vào sát quai của anh đi và ta đang muốn tiếp cận mình của OMG. OMG bật lượng giáp ảo của mình lên. Rồng đã có và thời thế đến từ OMG là đây. OMG đang lũ lực để có thể thoát. Able thì không có giảm nhẹ tên lửa. OMG sẽ tìm cách nào đó để có được cửa đầu tiên của ván đấu. Nhưng cảm giác như đợt lính này nó hơi mỏng để làm được chuyện đó. Họ sẽ chủ động đứng bên trong và tràn ra. Họ đứng bên trong mà đối phương tràn vào sẽ là thảm họa trên phía của Leaning. Bây giờ thì Tạc Giang bị tấn công, Tạc Giang không trâu nha, Tạc Giang rất là yếu. Nhưng cảm giác như Tạc Giang vẫn tự tin. Lai đang bật chiêu cuối nhắm và ui, Able bỗng nhiên một đống máu và tao ui hất ba người quá đẹp. Able nằm xuống rồi và ngay lập tức con Zeri đang được bắn. Bảo xem xét vô dụng đến từ Sanji và Lai thoải mái để gây sát thương của mình lên. Able ván này lỗi liên tục và pha vào đầu bằng chiến rất rõ. Lai đang rất là ra né được khung gió và ta gây sát thương lên người của Cole. Cole đang bị liên tục làm chậm. Tạc Giang bật luôn cả lô thần giáng thế dứt điểm được Ari và Cole sẽ là mục tiêu tiếp theo được chọn bởi Lai. 13, 14, 15 và một cú dịch chuyển đến từ Ale để cản việc Aki có thể cản lính ở khu vực đường giữa này. Ale đang lao vào một cú đá nữa thôi là có được mạng cũng như Aki ngay lập tức sử dụng đồng hồ. Lại Lai đang rồi. Di chuyển tới, Aki đang muốn gỡ, người ta muốn gì mà Baron sẽ cho cái tình viên của LG và họ sẽ có được một con Baron xuất sắc sau tình huống giao tranh vừa rồi. Bạn có đồng hồ, tôi cũng có đồng hồ. Tình huống vừa rồi đến từ phía của Ale cho tình huống có thể gọi là trêu ngươi. Một cú dịch chuyển đến từ Sanji à. Nhưng mà liệu nó cảm giác đủ hay không đây khi màu thế đó là vào đến tạc răng. Creamy đang di chuyển tới. Lai mục tiêu được chọn. Lai ngay lập tức bị gây sát thương. Lai đã bị mất đi cái giáp thiên thần của mình. Thêm một thành viên mất giáp thiên thần. Zeri đang trong thế khó. Lai đang cố gắng gây sát thương nhưng ta đã nằm xuống rồi. Và tiếp theo sẽ lại đây. Ale đã bị dính ung gió và Ale cũng bị dứt điểm theo. Rang Bi là mục tiêu được chọn. Không bất ngờ. Lại một lần nữa là Lai đánh láo. Nhưng kỳ này láo thiếu cơ sở và chính anh ta là người đã bị dứt điểm. Một điều. OMG đang đứng trước cơ hội để có thể end ván thi đấu này mà không cần tới hoạt động ngàn tuổi. Như nói thì khoảng cách 4.000 tiền ở phút thứ 33 không phải đó không phải là khoảng cách quá lớn. Và đặc biệt cái vấn đề quan trọng chính là OMG họ có linh hồn rồng lửa. Có nghĩa là cái nguồn sát thương của họ có thể là cân bằng so với đối phương. Và con Tristana này, con Tristana sắp sửa 4 độ chứ không phải là yếu. Cho nên mặc dù bị mất thế một vài phao tranh nhưng cái vấn đề quan trọng là con Kanan không có tốc biến. Một phao tranh mà đối phương có những cơ sở. Nhưng đến khi mà Leaning họ tự quăng đi cái ván đấu vừa rồi, rõ ràng Lai có một pha mà ta đứng.